happening. Nó lên siêu bé. Xếp lần siêu. Bé, em nhiêu tuổi rồi bé? Em 28. Bé. Bé. À, 28 tuổi hả? Ừ. Thì nhìn trẻ mà. Dạ. Da khô người ta. Bóng lên. Xài cái chấm mụn gì. Cố lên nhà cho nó hết. Ừ, trời. Ủa 28 là 93 hay 94? Dạ 93. 93 tính ra là 29 rồi. Năm sau chứ còn mấy ngày nữa lần. Chị Nguyễn 32 tuổi luôn trời. Bà mua tiền nhiều. Thì cũng mấy ngày nữa 32 rồi. 31, 32. Bà mua chị hơn em có 2 tuổi mà. À, chị mới 31 hả? Chị 32 thì em 30 à? Thế tối không? Chắc bắt bắt cái đèn trên trần đi như vậy. Tôi om đi.
Đốt sáng sáng chưa chưa có khách đốt làm gì. Nghe mùi gì đâu. Nghe chết cô rồi này, hết mùi rồi. Nghe chỉ một cây duy nhất thôi nha. Đấy cái bông rau. Có hàng rau mà. Thì
Cái gì vậy? Kêu mèo.